Chào bà con ơi, hiện tại nay liệt qua mà anh chọn đổ cho anh mà hỏi mình đổ 20 ngàn ha anh chọn? Dạ 20 ngàn anh. Thấy im không anh? Thấy im. Vì bữa nay anh đổ thêm 30 ngàn nữa bà con. Dạ. Thì thăm hỏi mình đổ đây nè không? Dạ dạ. Hình như bữa nay mình được một tuần không? Mới 5 ngày à. Ừ, ốc mới 5 ngày nha bà con. 5 ngày, 6 ngày à. Tức là hiện tại giờ biết sao nhận không nổi không? Tại trời nắng nè, dưới bèo con đã đeo khít gì nè ha. Bà con có 5 ngày nè. Ồ, dữ lắm nè anh ơi. Dạ. Nè. 5 ngày đúng rồi. Chừng... thấy nó bự, thấy rõ luôn mà. Hồi đó mình so cái con nắng với con này là khác. Dạ, đúng rồi. Ồ, mà bành chứ. Trời cho 5 ngày mà lớn nhanh dữ vậy ha. Dạ. Ôi anh đừng có búng vậy. Thả trên bèo á. Con nằm đó. Nghe gắt gắt nè. Nó gắt gắt mà. Vậy là anh dẹt cái tờ chuối lên là hình như nó không có hào hụt luôn hả? Không. Rồi. Ra hết nổi hết mà. Rồi vậy là nó sống luôn cái phần anh cho anh luôn. Dạ. Ồ, quá xá luôn rồi nè. Bây giờ nắng quá ngày đây. Không, nhưng mà nè. Nó đeo dưới hết rồi. Nè. Nè. Lừ hết trơn này nó đeo, cái này là nhận không có nổi nha bà con. Hiện tại giờ nắng là nhận của anh chọn là nhận là không thấy nổi nào, nhưng mà vớt lên cái nào nó đeo dưới nè. Nghe lắc cắt. Dạ. Nhưng mà dòm con ốc thấy nó lớn rõ luôn rồi. Đúng rồi. Nè. Mấy năm ngày à. Nó gấp đôi nắng rồi đó. Bữa nay thả 25 mình. Ừ. 30 mình. Tức là anh hỏi anh thả 20 ngàn hay giờ anh thả thêm nữa. Nhưng mà em dặn anh cái là đừng có nên căng nha. Vậy là được rồi. Để anh thả. Vậy là ý mà em. Dạ. Không có hao trong tàu lá chuối là mừng dữ lắm á. Rồi, dẹp cá. Đi. Bây giờ mình thả đó, điểm đó, thôi qua mình thả bên đây, điểm bên đây một cái, 30 ngàn bên đây. Dạ. Nước cho anh cho ra cho thoải mái cho em luôn nha. Em cho thoải mái mà. Ừ, một mấy con dừa đó lên để chép bẹo. Dạ. Còn cái này đâu cua gì đâu lên rồi nè. Nó không chịch thuốc đó. Lên rồi, rồi em chỉ đó. Dạ, thôi đi. Vì này gán từ đây tới đó là ngon rồi. Tết ngon, cái này đâu cần ngon đâu. Cứ nước ra nước vô vậy là được rồi. Dạ. Có gì cứ điện nha. Bây giờ cũng nhiều chị giấm lắm, nó cũng có xấu hay nói hơn là không mua anh chọn. Nói chung tin tưởng anh ơi. Dạ. Dạ. Có chỗ 200, có chỗ 300, có chỗ 250. Ừ. Tin tưởng là mình mua thôi. Dạ em không phải nói của ốc của em tốt. Ha, dạ. Nhưng mà anh nuôi đi ngày nữa tới chừng 2 tháng sau là biết rồi. Dạ. Thấy mới thả 5 ngày rồi thấy vậy là ngon rồi. Tại em cũng có mấy ốc nhà cũng biết chút đó mà. Ừ. Cũng biết chút rồi phải không? Ừ, nhưng mà cái kỹ thuật cần phải hỏi nhiều người nữa chứ. Nhưng mà em thích của anh nhiều hơn. Thì hiện giờ em cũng giao 300 đồng con đó, 10 ngàn cho thêm ngàn tới chỗ đổ nha. Dạ. Em chịu tới chỗ đổ rồi nè, chứ còn anh qua lấy anh cũng không giàu khó lắm. Nhưng mà điều có cái là bà con nào mà biết đổ rồi ha, thì lấy gì thì em cho đổ. Con ngốc nhà cái kỹ thuật đổ, em làm mạnh lắm. Em không có làm nhẹ đâu. Chỉ cho bà con là cái những ốc thôi. Nhớ nghe bà con đòi hỏi vấn đề ốc đó nha. Ốc với bèo là em biết hết á. Tuy tay nghề yếu thiệt chứ nói ốc với bèo là biết đó. Tại vì mấy năm trước là thất bại mấy cái đó dữ lắm rồi. Rồi cái gì cũng trải qua chứ nè. Chứ còn hỏi cá là không biết à. Ốc với bèo là biết đó. Mình coi nè. Một xíu này thấy không. Coi anh coi đi là nó lớn cái kia là mới có 5 ngày mà lớn gấp đôi rồi. Giờ thấy gấp đôi luôn mà. Gấp đôi ha. Gấp đôi. 5 ngày mà lớn gấp đôi cái này nè. Cái chuyện gấp dưới thành trăm. Tại nãy anh lấy à, lớp trên. Anh gấp cũng bà mà. Không có bò xuống được. Không có bò xuống được. Nghe không gái. Kê cổ đôi vô rồi. Kê cổ đôi vô nghe rồi. Nghe không? Không biết giờ hết gắt rồi, hết chưa rồi. Nghe mà. Nghe mà. Ừ đó. Gào hả, nghe không? Con nghe mà con không nói. Nghe nãy con ốc kia bự gấp đôi con ốc này rồi. 5 ngày à. 5 ngày. Em tính anh cả 10 ngày mới có. Em có chuyến đi nha nè. Dạ. Đi giao cho anh luôn. Chuyện qua dưới điện đó. Cái 10 ngày nữa em lấy thì em sẽ giao cái lô khác. Dạ, cái này chắc của em cũng đủ rồi chứ hả? Thôi đủ rồi, đừng có thả nữa. Thả nó không có bán đâu.
Nhưng mà em làm cái ao ảnh thì coi mà cái ao đó nước dài vô cũng hơi khó. Thì mình phải với mình. Cái gì chủ ốc gì hỏi mua nó không bán hả? Bán đâu, đủ rồi, đủ đô rồi. Đủ vừa thôi chứ. Để quá như... nó không lớn. Ừ, đúng rồi. 50 ngàn rồi. Cũng như con cá. Có cả tháng nữa, anh có cho ốc này kia anh lụm anh mấy thì còn tháng anh qua mai lấy gai xuống đây được. Dạ. Hai chục chứ ba chục ngày, năm chục rồi, 20 ngày là được rồi. Hồi em bắt con ốc cho anh coi, có bữa bữa hổm có bắt con về đây à, nói vụ mà gió bị mất, gió mềm sao đâu rồi, cái ốc này nó mềm, hình như chắc cũng có thể là do nó lớn nhanh quá, không cái lớn nhanh chứ nó chưa tới tháng là vỏ nó mềm nha, còn tới tháng rồi nó không có mềm đâu. Bóp vô mềm èo, bóp nước mạnh là bể liền á. Ốc này cũng vậy, giờ cỡ 2 tháng anh bóp mạnh là bể đó, chứ không bể đâu. Dạ. Ốc này hổm là sống luôn ha, dở tàu chuối lên im ghe luôn hả? Lên lại ra hết trơn mà. Vậy là mừng rồi. Dạ. Sống luôn cái hào hụt em cho luôn rồi. Dạ. Nhưng lỡ cái hao hụt thì nó cũng có cái phần hao hụt của em à. Mày nói chung tại nước này ăn chắc ốc nhà sống được mà bữa hổm nó thú quắc luôn mà nè cuốc á. Cho cuốc lên mà nó thú quắc luôn ba bọc lá nè. Còn sống được. Mà ốc nhà nó còn sống được mà. Nó hổm gà cũng lụm trứng lai gai đây nè. Ốc lại. Của em ốc bu lát còn lộn xộn luôn mà. Một lát thấy nhiều không bu lát hả? Dạ. Cái này bu nhiều lắm nè, tới 50 ngàn thôi mà. Cái này quá dữ rồi. Vậy là anh biết rồi ha, nó ra là y nhiên đắng á. Dạ. Đó thì đâu có nước cả vậy đâu có rồi gần biến giờ á đâu thâm. Lấy cây thọt xuống đè đi nó nói lên nó đây. Dạ. Đi nó nói lên. Rảnh rảnh thì ra thăm thôi chứ đâu cho ăn uống gì. Thôi đừng cho ăn. Cứ gì được rồi. Em nghe lời anh mà chứ. Anh làm sao nuôi ốc, anh làm biến là anh nuôi được được đó. Mình chỉ chủ yếu là cái nước thôi. Đưa nước ra nước vô thôi. Cái này nó ra mau lớn rồi. Có là gai ba đầu cám gì được mà đừng gái nữa, đừng gái. Không cái này tự nhiên luôn. Yeah. Mới thả tự nó mọc luôn. Mới nó xuống làm eo eo. Để 2-3 ngày nữa ăn thịt thuốc cái nữa. Thôi cái này chưa đâu, ăn thịt rồi phải không? Bữa hổm thịt rồi đó. Thôi thịt rồi rồi phải ăn cái tầng nữa ha. Dạ, vậy thôi ha. Sao rồi sao chết cũng bệnh cho anh chết hết à anh đi khỏe khỏi thịt thôi nước này ngon mà đâu gì đâu thì hiện giờ liệt đổ cho kính trọn cũng rồi nha bà con. Clip này xin tạm dừng, chào bà con nha, sao